Chào bà con nông dân và các bạn. Bên cạnh chăn nuôi lợn và thả cá giống, ông Trương Minh Trân, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, còn mạnh dạn hoán đổi lấy 5 sào đất đồng chiêm trũng để nuôi cua đồng. Đây là một mô hình mới phù hợp với khu đồng trũng ở xã Đồng Ích, đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình ông. Mời bà con và các bạn đến thăm mô hình của ông Trân trong phần đầu Một Nhà Nông Làm Giàu hôm nay. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất đồng chiêm trũng, ông Trương Minh Trân, thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã biết tận dụng điều kiện tự nhiên của quê mình để phát triển kinh tế. Khởi đầu từ việc thầu 6 sào mặt nước để nuôi thả cá giống và chăn nuôi lợn. Trong quá trình nuôi thả cá giống, ông nhận thấy trên đồng ruộng có nhiều cua từ tự nhiên và chúng sinh trưởng nhanh. Ông đã nảy ra ý tưởng tận dụng nguồn cua này để nuôi thành cua thương phẩm. Nghĩ và quyết tâm làm, ông đã hoán đổi 4 sào đất hai lúa từ khu đồng dài và khu đồng gạo để lấy 5 sào đất ruộng ngay gần ao nuôi thả cá giống của mình để làm nơi nuôi cua. Ông Trân đầu tư đắp bờ, chắt xi măng quanh bờ ruộng để giữ đất, phía trên dùng tôn để be bờ, giữ cho cua không bỏ ra được. Cua phát triển, sinh sản rất nhanh. Chỉ sau một tháng, ông đã có cua thành phẩm, xuất bán với mức giá trung bình từ 70 đến 80 nghìn đồng 1 kg. Không chỉ khai thác nguồn cua từ tự nhiên, ông Trân còn thường xuyên mua cua nhỏ của người dân trong vùng với giá từ 20 đến 25 nghìn đồng 1 kg để nuôi. Theo tính toán của ông, thì nếu mua cua giống như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, những con cua đó sẽ lớn lên và trở thành cua trưởng thành, có giá bán cao gấp 3 lần so với lúc ban đầu. Thức ăn cho cua rất đơn giản, chỉ là bèo tấm hoặc cám gạo, bột ngô, ngâm chua, trộn với cá tạp, ốc bươu vàng băm nhỏ. Mỗi ngày cho cua ăn 2 lần vào buổi sáng và chiều tối. Sau khoảng một thời gian cua lớn thì giảm dần lượng thức ăn. Chúng tôi cũng nhận thấy là riêng cái thị trường con cua thì lúc nào cũng giá trị cũng cao và thị trường tiêu thụ rất tốt quanh năm, kể cả mùa hè cũng như mùa đông. Thế thì trong hơn một năm trời, chúng tôi có gia đình có tổng hợp và xét thấy con cua rất có hiệu quả kinh tế với một lao động vừa đi bắt ngoài vừa khai thác cái cua của cái khu vực nuôi năm sào này thì gia đình một năm cũng cho thu hoạch khoảng được 38 triệu. Cua đồng được nuôi tại đồng đất chiêm trũng nhanh lớn và sinh sản nhanh. Nuôi cua có rất nhiều lợi thế bởi cua là loài ăn tạp rất dễ nuôi, nguồn thức ăn dễ tìm kiếm, giá rẻ, chủ yếu tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên, chi phí đầu tư thấp, thời gian nuôi ngắn, không tốn công chăm sóc, đặc biệt hiệu quả kinh tế đem lại rất cao. So với cây lúa thì nuôi cua đồng nhàn và lãi cao hơn rất nhiều. Trung bình một năm gia đình ông bán ra thị trường 6 đến 7 tạ cua, thu về 38 triệu đồng một năm. Cùng với nuôi cua đồng, ông Trân thả thêm cá giống trong diện tích mặt nước 6 sào. Trừ chi phí, mỗi một vụ cá giống ông thu về được 20 đến 30 triệu đồng một năm. Nếu như thanh long ruột đỏ được coi là cây thoát nghèo tại một số xã của huyện Lập Thạch, thì mô hình trồng cây ba kích đã và đang giúp cho nhiều hộ nông dân xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Mời bà con và các bạn đến thăm mô hình này trong mục Nhà Nông Làm Giàu hôm nay. Ba kích là loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Trong cây ba kích có những thành phần tốt, giúp bồi bổ sức khỏe và có khả năng giảm trừ một số bệnh gan, tụy. 3 năm trở lại đây, từ những mô hình điểm sau khi triển khai tại một số hộ nông dân thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi đã thực hiện là ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mà đến một số hộ, có thể nói rằng là cái mô hình tổ liên kết sản xuất tập trung trồng cây ba kích thương phẩm mà đã và đang là có cái kết quả bước đầu. Thì hiện nay nông dân trong xã chúng tôi thấy được hiệu quả đó là đã có nhiều gia đình là có cái đất là vườn và đất đồi thì đã mở rộng. Hiện nay xã Đậu Trù có 20 hộ dân tham gia vào mô hình trồng cây ba kích. Trong đó phải kể đến mô hình của anh Nguyễn Văn Sô, thôn Đồng Giếng. Anh Sô cho biết, trước đây cây ba kích rất hiếm, anh và gia đình phải lên rừng tìm mà không đủ để cung cấp cho thị trường. Sau đó anh chủ trương tạo vườn ươm cây ba kích tại nhà. Trong quá trình tìm hiểu, anh Sô bàn với vợ xây dựng mô hình ươm kết hợp với trồng cây ba kích. Qua 3 năm áp dụng mô hình, đến nay gia đình anh đã có thu nhập trung bình mỗi sào đạt xấp xỉ 300 triệu đồng. Anh Sô luôn chủ động học tập kinh nghiệm trồng và chăm sóc giống cây ba kích qua sách báo, chịu khó tìm đầu ra cho sản phẩm.
Thành công từ mô hình, anh còn khuyến khích bà con nông dân trong thôn nhân rộng diện tích, mở rộng quy mô để cùng phát triển kinh tế. Đặc tính của cái cây ba kích này thì nó là bản chất là sống ở các vỉa rừng. Thế nên là chúng tôi thấy dòng cái cây ba kích này về các nương rẫy và ruộng thì nó rất phù hợp. Với cái chất đất ở đây thì cho nên là dễ dòng mà chịu hạn. Thế nên là dòng cái mức độ trồng thì lúc ban đầu nó chỉ lúc ban đầu trồng là hơi vất vả tưới tắm để giữ độ ẩm thôi. Sau trong vòng 1-2 tháng đi là cái độ phát triển của nó rất tốt. Một tín hiệu vui cho nhiều bà con trồng cây ba kích đó là hiện nay Hội nông dân tỉnh đã đứng ra thành lập các tổ hội nông dân liên kết trồng cây ba kích. Qua đó các hộ dân khi tham gia sẽ được hỗ trợ về cây giống, nguồn phân bón và kỹ thuật canh tác. Anh Sô cùng nhiều bà con khác càng có thêm điều kiện để mở rộng mô hình sản xuất. Từ 2.000 m² đến nay mô hình nhà anh Sô đã mở rộng được trên 2 hecta, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức lương 3 triệu đồng một người một tháng. Dự kiến 2 năm nữa, 2 hecta cây ba kích này sẽ cho thu hoạch.